nơi tổ chức lễ ăn hỏi của Quang Hải, Chu Thanh Huyền, khi nào đám cưới diễn ra? Cầu thủ Quang Hải và hot girl Chu Thanh Huyền đã làm lễ dạo ngõ vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, tiếp đó cặp đôi này sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 tới đây. Mặc dù năm ngày nữa mới đến ngày trọng đại nhưng không khí tại địa điểm tổ chức đám hỏi đã rất rộn ràng. Theo đó, đơn vị thi công không gian lễ ăn hỏi đã có mặt ở nhà cầu thủ và tiến hành dựng dạp. Từ những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Quang Hải sẽ tổ chức đám hỏi với quy mô khá hoành tráng. Được biết, đám hỏi của Quang Hải sẽ mời khoảng 400 khách. Toàn bộ không gian tiệc được trang trí bằng 100% hoa tươi. Ngoài ra, lễ ăn hỏi của Quang Hải sẽ được tổ chức tại sân vận động gần nhà cầu thủ ở Đông Anh, Hà Nội. Chi tiết này giống với đám cưới của nhiều cầu thủ khác như Văn Hậu, Công Phượng, Duy Mạnh. Theo chia sẻ từ Lê Hoài Linh, chị dâu của Quang Hải, đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào dịp đầu năm sau 2024, theo lịch âm lịch là năm Giáp Thìn. Còn ở năm nay, năm âm lịch Quý Mão, Quang Hải và Chu Thanh Huyền chỉ làm lễ ăn hỏi. Được biết 27 tháng 12, Quang Hải mới trở về nhà ở Đông Anh. Hà Nội để chuẩn bị cho đám hỏi vào ngày 1 tháng 1 sắp tới.